Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trước những xôn xao dư luận xung quanh đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN. Ngày 28 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo cho biết, đề xuất hỗ trợ tài chính là một dạng cho vay, sau đó chủ đầu tư trường vẫn phải trả lại tiền cho nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra bảo đảm để trường được vay tiền với điều kiện có tài sản bảo đảm. Bởi hiện nay, việc bảo đảm quyền lợi được học tập của học sinh tại trường AISVN là vấn đề quan trọng. Trước đó, Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về đề xuất phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường AISVN tuy nhiên đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao theo văn bản của sở giáo dục đào tạo trong quá trình hoạt động trường aisvn do chủ tịch hội đồng trường đại diện pháp luật của nhà trường đứng tên ký đã thực hiện ký kết các hợp đồng với cha mẹ học sinh bằng việc cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường quyền lợi mà người ký cha mẹ học sinh nhận được là học sinh sẽ được học tập tại trường trong suốt thời gian dài nhiều năm học tập tại trường số tiền cha mẹ học sinh đã đóng cho nhà trường được hoàn lại không phải đóng học phí hoặc không hoàn lại học phí đã đóng trước cho toàn bộ thời gian học, tùy theo hợp đồng giao kết với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, chế độ lương của giáo viên tại trường AIS -VN chưa được đảm bảo, trường chưa thanh toán lương cho giáo viên từ tháng 2 năm 2024 cho đến nay. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của nhà trường đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của 1.213 học sinh. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng nhà trường đề nghị báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của nhà trường để tìm phương án giải quyết phù hợp để duy trì hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chưa có sự hợp tác của đơn vị. Vượt qua sự việc phần lớn giáo viên lãng công do không được trả lương trong thời gian dài dẫn đến trường ISVN cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cũng theo Sở Giáo dục đào tạo thành phố, Sở đã tổ chức buổi làm việc tiếp công dân là cha mẹ học sinh của trường AISVN liên quan đến các nội dung trên. Qua ý kiến đề xuất của đa số cha mẹ học sinh, đề nghị thành phố hỗ trợ duy trì hoạt động của trường đến hết năm học 2023-2024 để đảm bảo duy trì tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh tại trường AISVN. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ tài chính ngắn hạn tùy theo tình hình thực tế có tài sản bảo đảm để chi trả lương cho giáo viên nhân viên và chi phí cố định khác để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại trường ISVN đến hết năm học 2023-2024 tháng 6 năm 2024.